Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với các cái phần của Unit 2 và bây giờ chúng ta đã chuyển sang phần luyện nghe, phần listening. Nếu như các bạn đã xem ba cái video vừa rồi là phần luyện nói thì bây giờ trong phần luyện nghe này chúng ta sẽ bắt đầu với cái việc đầu tiên là trước khi chúng ta luyện nghe, before you listen. Thì trong cái phần trước khi chúng ta luyện nghe này, người ta đề nghị mình làm việc với một bạn cùng lớp, một đối tác, thảo luận những câu hỏi ở phía dưới đây. Ví dụ thứ nhất là gì? Chúng ta sẽ được thảo luận hai câu. Câu thứ nhất là người ta hỏi mình là bạn đã từng tham dự một cái lễ cưới chưa? Đó, bạn đã từng tham dự một lễ cưới chưa? Câu số 2 là cô dâu và chú rể thường làm gì? Cô dâu và chú rể thường làm gì tại cái lễ cưới? Đó, tại cái lễ cưới đó. Như vậy là hai câu này là hai câu mang tính khởi động trước khi chúng ta vào phần luyện nghe, rất là hay các bạn ha. Rồi, vậy thì trước khi mình hướng dẫn các bạn giải quyết hai câu này, mong các bạn nhấn đăng ký kênh để các bạn không bỏ lỡ những cái video tiếp theo và bản thân mình cũng thêm nhiều niềm vui các bạn nhé. Rồi, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn giải quyết hai cái câu khởi động này. Rồi, vậy thì bạn đã từng tham dự một lễ cưới chưa? Câu này trả lời rất dễ đúng các bạn. Nếu mình đã từng tham dự rồi thì mình trả lời là yes, I have. Còn nếu mình chưa thì mình no, I haven't. Đó, haven't, cái như vậy là chúng ta có đầy đủ khả năng để chúng ta trả lời câu này đúng không nào? Rồi, như câu 2, cô dâu và chú rể thường làm gì? Thì câu này đòi hỏi chúng ta phải có sự quan sát và chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ trả lời được. Rồi mình hướng dẫn các bạn nha. Mình sẽ nói cho các bạn hiểu. Họ thường đứng trước này, đó, standing in front of their ancestors' altar này. Họ thường đứng trước cái bàn thờ của họ đó các bạn. Đó, đứng trước bàn thờ này, đứng trước này. Bàn thờ này, đó, bàn thờ tổ tiên của gia đình họ này, của họ đó. Họ thường đứng trước gia đình, bàn thờ tổ tiên của gia đình họ. Cầu nguyện và xin phép ai? Xin phép tổ tiên này. Cho phép họ, cầu nguyện cho họ này, ban phước lành cho họ này, cho tình yêu của họ này. Sau đó họ trao nhận cưới cho nhau. Đó, có nghĩa là cầu nguyện tổ tiên này và yêu mong cầu tổ tiên là phù hộ và ban phước lành cho tình yêu của họ. Và sau đó họ sao? Họ đeo nhẫn cho nhau. Rồi tiếp theo nữa thì bố mẹ của cô dâu và chú rể này và những người thân họ hàng đó sao cho cô dâu chú rể đó sao quà đó, quà cáp đúng nào đó. Và cuối cùng họ có một bữa tiệc hoặc là tổ chức tại nhà hoặc là tại một khách sạn đó, các bạn thấy chưa. Như vậy là đây là cái phần khởi động mang tính rất là tổng quát, cho nên mình cũng hướng dẫn các bạn cái luyện trả lời một cách khái quát như vậy. Nói chung trả lời được như thế này là rất là tốt các bạn. Còn các bạn có thể viết ra, cũng có thể các bạn trả lời bằng âm thanh, bằng tiếng, bằng giao tiếp đúng không nào. Cái chỗ này các bạn này, ancestor này, như là tổ tiên các bạn nha. Rồi những chữ hơi khó phát âm thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, như chỗ này dễ rồi. Relatives này, relatives, âm cuối nữa các bạn nha, âm cuối số nhiều này, như là afterwards đó, những cái chữ hơi khó thì mình hướng dẫn các bạn. Còn tất cả những chữ này thì các bạn đã quen quá rồi đúng không nào? Rồi, đó là cái phần khởi động trước khi chúng ta luyện nghe. Bây giờ các bạn sẽ vào phần luyện nghe. Phần luyện nghe của bài nghe hôm nay là một bài nghe rất là hay. Nó nói về cái lễ cưới đó các bạn, lễ cưới ở Việt Nam của chúng ta đó các bạn. Đó, vậy thì cái bài nghe này á, các bạn sẽ được làm hai bài tập. Bài tập thứ nhất á, là các bạn sau khi các bạn nghe thì các bạn sẽ được điền vô những cái chữ còn thiếu. Cái dạng bài tập như thế này á, đó, cái missing information này á, những cái thông tin còn thiếu này á, thì nó rất là phổ biến trong quá trình các bạn luyện nghe. Và mình cũng chỉ cho các bạn những cái kỹ năng, những cái mèo để các bạn vượt qua cái phần thi này rất là dễ này. Ví dụ như câu 1 các bạn thấy này, cái ngày cưới được chọn một cách cẩn thận bởi ai đúng không nào? Vậy thì chúng ta để ý những cái từ khóa rất là quan trọng nè. Từ khóa quan trọng thứ nhất này là ngày cưới nè, wedding day nè. Hai là từ chọn nè, đó, được chọn nè,
Đó, vậy thì hai cái từ khóa này rất là quan trọng mà chúng ta tập trung chúng ta nghe để chúng ta biết được ai là người chọn lựa cái ngày cưới, đúng không nào? Đó, chọn lựa một cách kỹ càng nè. Rồi, đến cái số 2, đến số 2 là những cái món quà được gói, được bao bọc này các bạn, được bao bọc trong cái gì? À, vậy thì chúng ta để ý cái từ khóa là món quà và từ bao bọc này. Đó, wrapped. Đó, nhớ các bạn nha. Đây là những cái từ khóa rất quan trọng để chúng ta tập trung cái phần thiếu của SEO này. Rồi, cái thứ ba là cái lễ cưới bắt đầu ở trước cái gì? Ở trước cái gì? Nhớ in front of the. Nhớ phía sau cái chữ đó. Chúng ta để ý là thường á là đến những cái chữ này là chúng ta để ý nghe kỹ này. Thường thường nó đến chữ này này. Đó, đến hai chữ này là bắt đầu ta tập trung cao độ này. Đó, đến các cái chữ gần đến đó là ta tập trung cao độ luôn. Rồi, thức ăn và đồ uống được phục vụ. À, được phục vụ nào? Đó, chúng ta tập trung chữ phục vụ này. Và đương nhiên có cả đồ uống và thức ăn luôn. Và cuối cùng, những vị khách như sao? Những vị khách cho hay là tặng những cặp đôi cô dâu chú rể mới này, những cái phong bì mà nó chứa cái gì? À, nó chứa gì trong này? Nhớ các bạn nha. Nhớ những cái từ khóa nó quan trọng này, khách này và những phong bì này nó chứa cái gì này, vân vân. Đó, cái này là cái hiện tại phân tử các bạn để ý này, đó cái kiến thức lớp trước đó. Hiện tại phân tử của chúng ta đó, những cái phong bì mà chỗ này người ta không dùng, thích dùng từ which đó, người ta dùng hiện tại phân tử luôn. Ok các bạn nha, mình này quan hệ rút gọn đó các bạn. Đó, nhớ chỗ này. Rồi, đó, vậy thì bây giờ mình sẽ để các bạn nghe lần thứ nhất chưa có script, chưa có đáp án. Rồi sau đó mình sẽ cho các bạn nghe lần thứ hai và có đáp án, và các bạn sẽ so sánh và mình sẽ hướng dẫn các bạn trả lời luôn. Rồi, bây giờ xin mời các bạn nghe lần thứ nhất. Can you tell me something about wedding ceremonies in Vietnam? Well, weddings are very important to the Vietnamese, not only to the couple involved, but also for both families. The wedding day is usually chosen carefully by the groom's parents. What does the groom's family usually do on the wedding day? On the wedding day, the groom's family and relatives go to the bride's house, bringing gifts wrapped in red paper. The people who hold the trays of gifts are also carefully chosen. Do you have someone in charge of the ceremony? And what does he do during the wedding ceremony? Yes, we have a master of ceremonies who introduces the groom, the bride, the parents, the relatives, and guests of the two families. The wedding ceremony starts in front of the altar. The bride and the groom would pray, asking their ancestors permission to get married. The master of ceremonies gives the wedding couple advice on starting a new family. The groom and the bride then exchange their wedding rings. Where is the wedding banquet held? Well, it depends. Often the wedding banquet is held at the groom and bride's home, or at a hotel or a restaurant, and all close relatives, friends, and neighbors are invited. What kind of food and drinks are served? Traditional food and beer or wine are served. During the reception, the groom, bride, and their parents stop by each table to thank their guests. The guests, in return, will give envelopes containing wedding cards and money to the newly wedded couples, along with their blessing. Oh, that's very interesting. Thank you. You're welcome. Như vậy là các bạn vừa được luyện nghe lần thứ nhất và các bạn cũng đã có những cái đáp án cho riêng mình rồi. Bây giờ mình mời các bạn nghe lần thứ hai có đáp án, có script cho các bạn theo dõi và mình hướng dẫn các bạn hiểu luôn. Sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn đáp án cho các bạn luôn. Này. Này nha các bạn nha. Đó, cái bài hội thoại đây bắt đầu từ đó. Rồi, bây giờ mời các bạn. Can you tell me something about wedding ceremonies in Vietnam? Well, weddings are very important to the Vietnamese, not only to the couple involved, but also for both families. The wedding day is usually chosen carefully by the groom's parents. What does the groom's family usually do on the wedding day?
On the wedding day, the groom's family and relatives go to the bride's house, bringing gifts wrapped in red paper. The people who hold the trays of gifts are also carefully chosen. Do you have someone in charge of the ceremony? And what does he do during the wedding ceremony? Yes, we have a master of ceremonies who introduces the groom, the bride, the parents, the relatives, and guests of the two families. The wedding ceremony starts in front of the altar. The bride and the groom would pray, asking their ancestors permission to get married. The master of ceremonies gives the wedding couple advice on starting a new family. The groom and the bride then exchange their wedding rings. Where is the wedding banquet held? Well, it depends. Often the wedding banquet is held at the groom and bride's home, or at a hotel or a restaurant, and all close relatives, friends, and neighbors are invited. What kind of food and drinks are served? Traditional food and beer or wine are served. During the reception, the groom, bride, and their parents stop by each table to thank their guests. The guests, in return, will give envelopes containing wedding cards and money to the newly wedded couples, along with their blessing. Oh, that's very interesting. Thank you. You're welcome. Wedding. Rồi, như vậy là các bạn nghe được lần thứ hai rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn hiểu bài này. Đây là viết tắt của khách du lịch, tourist. Rồi, đây là viết tắt của tourist guide. Ok, một người là khách du lịch, một người là hướng dẫn viên khách du lịch. Rồi, bây giờ cái việc khách du lịch hỏi cái người hướng dẫn viên là sao? Bạn có thể nói cho tôi vài điều về cái những cái lễ cưới ở Việt Nam được không? Cái người khách hướng dẫn viên du lịch nói, ồ, cái lễ cưới ở là rất là quan trọng đối với người Việt Nam, không chỉ đối với những cái cặp đôi mà kết hôn mà còn liên quan đến cả hai gia đình nữa. Cái lễ cưới, cái ngày cưới á, được thường xuyên được chọn lựa một cách kỹ càng, cẩn thận bởi gia đình của chú rể. Thế thì cái vị khách du lịch hỏi, thế thì vào cái ngày á, à vâng, gia đình của chú rể thường làm gì vào cái ngày cưới này? Vào ngày cưới này, thế thì cái vị khách du lịch trả lời sao? Ồ, vào cái ngày cưới hả? Vào ngày cưới thì gia đình của chú rể làm sao? Và họ hàng của gia đình chú rể đi đến nhà của cô dâu và mang theo quà cáp. Và những cái quà cáp này nó được gói trong những cái giấy đỏ này, giấy đỏ này. Và những người được chọn để mang, để cầm cái tray á, cái tray này là những cái đồ đựng á các bạn. Đó, những cái đồ đựng quà cáp này cũng được chọn lựa kỹ càng. Đó, cái những người mà được cầm á, những người được chọn để cầm cái sính lễ đó các bạn, chúng ta hay gọi là sính lễ để kết hôn đó, để đi đến hỏi nhà gái đó, là rất là được chọn lựa kỹ càng. Thường những người là thường những người này hình như là chưa lập gia đình hay sao á. Rồi, đến lượt bạn khách du lịch hỏi tiếp, thế thì bạn có ai đó chịu trách nhiệm cho cái buổi lễ không? Và cái anh ta làm gì trong suốt cái buổi lễ cưới này? Các bạn biết chúng ta ở Việt Nam thì chúng ta hay gọi là chủ hôn đó các bạn, cái người tổ chức hôn lễ đó, vân vân đó, chúng ta hay gọi đấy. À, vậy thì trả lời sao? À, hướng dẫn viên du lịch trả lời là à vâng, chúng tôi có một người gọi là Master of Ceremonies này, giống như chúng ta gọi là chủ hôn đó các bạn. Đó, chúng ta hiểu như vậy đi. Cái người tổ chức hôn lễ đó, cái người này sẽ giới thiệu chú rể, cô dâu và gia đình và họ hàng và khách khứa đối với hai gia đình, giới thiệu cho hai gia đình biết. Như vậy là cái người chủ hôn này nó khác với MC các bạn nha. Cái người MC ra nhà hàng nó khác hoàn toàn. Cái người chủ hôn này rất là quan trọng này. Đó, Master of Ceremonies này nha. Rồi, và cái lễ cưới sẽ bắt đầu này trước một cái bàn thờ, và cô dâu này, cô dâu và chú rể sẽ cầu nguyện xin phép tổ tiên cho phép tổ này, xin phép tổ tiên cho phép cưới này, cho phép họ cưới này, phải xin phép tổ tiên. Và cái vị chủ lễ, chủ hôn này sẽ đưa, sẽ tặng cho cặp đôi hôn nhân này những lời khuyên đó, những lời khuyên vào về cái việc mà bắt đầu một gia đình mới á, đó, lập gia đình á. Cái người chủ lễ này sẽ khuyên à, cô dâu nhường nhịn như nào, chú rể yêu thương ra sao đó, thủy chung thế nào đó, một đời son sắt đó, vân vân, các bạn hiểu như thế.
và chú rể và cô dâu sau đó sẽ trao đổi nhẫn cưới cho nhau. Đó, các bạn thấy chưa? Đó là cái anh này nói rất là kỹ càng về cái lễ cưới ở Việt Nam. Đó, rồi bắt đầu tiếp tục sao bạn? Đây, tiếp tục thì cái vị khách du lịch hỏi tiếp. Thế thì cái tiệc cưới này được tổ chức ở đâu? Tiệc cưới tổ chức ở đâu? À, thì tiệc cưới được tổ chức là tùy theo. Thường là được tổ chức tiệc cưới thường được tổ chức tại nhà của chú rể hoặc cô dâu, hoặc tại một khách sạn hoặc tại một nhà hàng, và tất cả họ hàng thân thiết gần gũi rồi đó, bạn bè hàng xóm rồi đó đều được mời. Đó. Rồi thế thì cái loại thức ăn nào và đồ uống nào được phục vụ tại lễ cưới? Đó. Thế thì anh hướng dẫn viên du lịch bảo là thức ăn truyền thống này, bia này, rượu này được phục vụ trong lễ cưới. Và trong suốt cái buổi chiêu đãi này, chú rể và cô dâu và gia đình của họ tới từng bàn và ngừng lại từng bàn của để cảm ơn những vị khách đã được mời đó. Và đến lượt những vị khách sẽ tặng cho cô dâu chú rể những cái phong bì này, và trong phong bì này nó có chứa cái gì? Nó có chứa những cái thiệp chúc mừng cưới nè, tiền nè, thiệp chúc mừng cưới và tiền cho cái cặp đôi mới cưới này, cùng với cái gì? Lời chúc tốt đẹp của họ đó, blessing này. Along các bạn nha, đây là G chứ không phải E nha các bạn nha, mình xin lỗi các bạn nha, mình viết lộn đó. Along with là cùng với đó, cùng với những lời chúc tốt đẹp của họ. Rồi cái cô này sau khi nghe rất nhiều thông tin rất là hay đúng không nào? Cô ta nói, ô điều này thật là thú vị, cảm ơn bạn rất là nhiều. Cái này rất là, ô tôi rất là hân hạnh. Rồi, đó là các bạn cũng đã nắm được toàn bộ cái nội dung cái bài nói này, cái bài nghe này rất là hay. Vậy thì bây giờ chúng ta trả lời rất dễ. Từng cái câu này hồi nãy chúng ta đã xem rồi đúng không nào? Và bây giờ mình hướng dẫn các bạn trả lời luôn, rất nhanh thôi, không có gì khó cả. Đầu tiên là câu thứ 1 này các bạn. Câu số 1 là sao? Ngày cưới thường được chọn lựa cẩn thận bởi cái gì? Bởi gia đình của chú rể đó. Những chữ in nghiêng và gạch chân và in đậm á là mình đáp án cho các bạn đó. Bởi gia đình chú rể, rất dễ đúng không? Trong bài nó rất rõ rồi, mình các bạn theo dõi là các bạn thấy. Rồi, đến cái lượt câu 2, món quà được gói trong giấy đỏ đúng nào? Đó, trong bài nghe rất kỹ rồi. Và câu 3 là cái lễ cưới bắt đầu trước cái gì? Trước một cái bàn thờ, rất dễ đúng không nào? Altar đó các bạn, altar bàn thờ. Và cái số 4, thức ăn và đồ uống được phục vụ tại cái gì? Tại cái buổi chiêu đãi, tiệc cưới đó. Tiệc này, cưới này, đó, tại buổi tiệc cưới đó. Sau khi làm lễ rồi xong xuôi hết rồi là bắt đầu chiêu đãi. Ok. Đến câu cuối cùng, những vị khách tặng này cho này cái cặp đôi mới cưới này cái gì? Những cái phong bì đó, những cái phong bì, mà cái phong bì đó nó bao gồm cái gì? Thiệp chúc mừng cưới này đó, thiệp chúc mừng cưới và tiền đó, các bạn nhớ chưa? Trong bài nói rất rõ đúng không? Trong bài nghe rất kỹ đúng không nào? Rồi, như vậy là chúng ta cũng đã làm trọn cái bài tập số 1 phần luyện nghe của chúng ta ngày hôm nay đó. Thì hy vọng các bạn thích video này và các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh để các bạn đón nhận các video tiếp theo các bạn nhé. Một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã bỏ thời gian theo dõi video này. Và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Chào các bạn, hẹn các bạn vài phút nữa để chúng ta vào phần bài tập số 2 của phần luyện nghe này.